Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng tại địa bàn huyện Yên Khánh và thành phố Ninh Bình. Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2023, Hoàng Minh Quân sinh năm 2004, trú tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải cùng Trần Ngọc Điệp sinh năm 2006, trú tại xóm 7, xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, rủ nhóm người của mình tìm đánh nhóm nam thanh niên điều khiển xe tại thành phố Ninh Bình. Sau đó, nhóm của Quân, Điệp và 28 đối tượng đến từ huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh chuẩn bị hung khí gồm phóng lợn, đinh ba, két vỏ chai bia, coca mang theo. Tại địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, nhóm đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông. Khi phát hiện người đang tham gia giao thông, các đối tượng hò hét nhau điều khiển xe áp sát, rồi sử dụng phóng lợn và cây đinh ba đâm vào người điều khiển, ép xe để ngã xuống đường. Sau đó dùng chai bia ném vào người và đập phá tài sản. Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.